Kem chống nắng La Roche-Posay vừa là niềm vui vừa là nỗi lo của các chị em. Vì khi sử dụng một vài sản phẩm nhà La Roche-Posay, thường xuất hiện các hạt nhỏ li ti nổi cộm lên trên da mặt. Đây được xem là hiện tượng kem chống nắng bị vón cục. Nhiều chị em cũng đang lo lắng thắc mắc là kem chống nắng La Roche-Posay bị vón cục phải làm sao? Do đó, hãy theo dõi video bên dưới của shop giúp bạn trẻ đẹp để shop hướng dẫn cách bôi kem chống nắng La Roche-Posay mà không xảy ra tình trạng bị vón cục nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay vừa là niềm vui vừa là nỗi lo của các chị em. Vì khi sử dụng một vài sản phẩm nhà La Roche-Posay, thường xuất hiện các hạt nhỏ li ti nổi cộm lên trên da mặt. Đây được xem là hiện tượng kem chống nắng bị vón cục. Nhiều chị em cũng đang lo lắng thắc mắc là kem chống nắng La Roche-Posay bị vón cục phải làm sao? Do đó, hãy theo dõi video bên dưới của shop giúp bạn trẻ đẹp để shop hướng dẫn cách bôi kem chống nắng La Roche-Posay mà không xảy ra tình trạng bị vón cục nhé. Cách thoa kem chống nắng La Roche Posay không bị vón cục chính là tuân thủ theo nguyên tắc thoa xong vùng này mới đến vùng khác. Ưu điểm của cách thoa này là kem chống nắng sẽ được apply khắp mặt giúp bảo vệ da toàn diện. Đặc biệt, lớp cuối cùng sau khi thoa sẽ bóng mịn và nâng tông rõ rệt, giúp đỡ bị vón cục hơn nhé. Và để kem chống nắng La Roche Posay không bị vón, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, bạn lấy một lượng kem vừa đủ ra tay, cỡ bằng một đồng xu, không nên lấy quá nhiều vì khi chấm lên mặt sẽ khiến chúng nhanh khô, dễ vón cục. Rồi sau đó, bạn sẽ lần lượt thoa kem ở hai bên má, Massage nhẹ theo hướng từ dưới lên trên, và mở rộng từ trong ra ngoài để dàn trải kem đều lên mặt. Ngoài ra, khi sử dụng kem chống nắng La Roche-Posay, thì bạn có thể sử dụng toner trước khi thoa kem sẽ không có hiện tượng vón cục. Lưu ý, khi sử dụng kem chống nắng La Roche-Posay, để không bị vón thì bạn phải dùng một lực vô cùng nhẹ, không đè mạnh vào da khi thoa kem nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.